Hôm nay chúng ta sẽ học viết nhóm chữ cờ, e, ê và sờ. Chúng ta nhìn thấy bốn chữ này đều có chung là đều có nét cong trái. Tất cả đều có cái nét cong trái này. Nét cong trái. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ cờ trước. Chữ cờ cao 2 ô ly, gồm một nét. Đây chính là nét cong trái. Chúng ta đã được học rồi, đúng không ạ? Nét cong trái, điểm đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3. Khi chúng ta lượn đến đường kẻ ngang số 3, chúng ta lượn cong hướng xuống dưới này. Lưu ý là chúng ta đi vào giữa nhé, cái lưng của chữ C, chúng ta đi vào giữa của đường kẻ số 1, đường kẻ dọc số 1 và đường kẻ dọc số 2, chứ không chạm vào đường kẻ dọc số 1 nha. Nếu chạm vào đường kẻ dọc số 1 thì chữ cờ nó béo lắm. Vì vậy chúng ta lưu ý này, chúng ta viết đến giữa đường kẻ dọc số 1 và đường kẻ dọc số 2 nhé. Chúng ta lượn cong này, chạm đường kẻ số 1 và dừng bút ở giữa đường kẻ số 1, đường kẻ ngang số 1 và đường kẻ ngang số 2. Và chúng ta nhìn cách viết chữ cờ này. Đó chính là nét cong trái chúng ta đã học rồi. Chúng ta nhìn lại lần nữa nha. Chữ cờ gồm một nét, chính là nét cong trái. Như vậy là chúng ta đã biết viết chữ cờ rất đơn giản đúng không? Chúng ta sang chữ E, thì chúng ta nhìn thấy cái phần lưng của chữ E nó giống như chữ cờ. Đó, đây nha. Chữ cờ này, cái phần lưng nó giống chữ cờ, chỉ khác một chút là nó có cái nét, có thêm một cái điểm bắt đầu của nó. Thay vì bắt đầu dưới đường kẻ số 3 thì mình sẽ bắt đầu ở giữa đường kẻ số 2 và đường kẻ số 1. Đây chúng ta nhìn cái phần này, đó. Và khi mà chúng ta đưa chéo lên này này. Chúng ta đưa chéo lên thì chúng ta sẽ nối với đường cong. Nét cong trái này là chúng ta ra được chữ E. Đó. Thì chúng ta nối tiếp này là chúng ta ra được chữ E. Vì vậy để viết được chữ E đẹp thì chúng ta viết chữ cờ đẹp là chúng ta sẽ viết được chữ E đẹp. Thì chúng ta nhìn lại chữ E cũng cao 2 ô ly gồm một nét. Nhưng cái nét này là kết hợp của nét cong phải và nét cong trái. Đây. Nhá, nét cong phải này và nét cong trái. Đó. Thì lưu ý điểm đặt bút là chúng ta đặt bút ở giữa đường kẻ dọc 1 và đường kẻ dọc 2, dưới đường kẻ ngang 2. Chúng ta nhìn cách viết chữ E nhé. Từ điểm đặt bút này, mình viết nét cong phải tới đường kẻ 3 rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo vòng khuyết ở đầu chữ. Và chúng ta dừng bút ở đường kẻ dưới đường kẻ ngang số 2. Chúng ta xem lại lần nữa cách viết chữ E này. Chúng ta viết nét cong phải tới đường kẻ 3 rồi chúng ta chuyển hướng viết nét cong trái, tạo vòng khuyết ở đầu chữ và dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ số 2. Đó là cách viết chữ E. Chúng ta sẽ sang chữ tiếp theo là chữ E. Thì chúng ta thấy chữ E chính là chữ E. Chỉ khác là chúng ta thêm được, viết thêm cái mũ này thôi. Thế thì nói lại là chữ E cũng cao 2 ô ly và gồm 3 nét. Nét thứ nhất là một nét thứ nhất này là kết hợp giữa nét cong phải và nét cong trái. Và nét thứ hai với nét thứ ba là nét thẳng xiên ngắn. Chúng ta nhớ lại cái cách viết của cái mũ chữ E này giống như là mũ của chữ ớ, chữ ô. Đó, chúng ta viết y chang như vậy. Tại vì chúng ta xem lại này, đầu tiên chúng ta viết như chữ E. Nét 1 y như chữ E. Tại điểm dừng bút của nét 1, chúng ta viết nét 2, nét 3. Chúng ta lia bút lên đầu để viết dấu mũ ở khoảng giữa đường kẻ 3 và đường kẻ số 4. Và lưu ý chúng ta viết cân đối để cho nó đẹp. Chúng ta không viết cao quá sát lên đường kẻ 4 thì nó lại hơi xa. Hoặc chúng ta mà viết sát vào đường kẻ 3 nó lại sát quá nhìn nó không đẹp. Chúng ta xem lại cách viết chữ E. Nét 1 chúng ta viết như chữ E. Từ điểm dừng bút của nét 1 thì chúng ta sẽ lia bút lên đầu chữ E để viết dấu mũ ở khoảng giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4.
Như vậy là chúng ta đã tạo thành chữ E rồi. Để chúng ta sẽ sang chữ cuối cùng, đó là chữ sờ. Thì chúng ta nhìn kỹ, chữ sờ cũng cao 2 ô ly và gồm 2 nét. Nét thứ nhất chính là nét cong phải. Đây, nét cong phải. Và nét thứ hai giống như chữ cờ đúng không ạ? Là nét cong trái. Thì điểm đặt bút của chúng ta để bắt đầu viết nét thứ nhất của chữ sờ, chúng ta đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3. Chúng ta viết nét cong phải. Viết nét cong phải này. Lưu ý là đến cái điểm giao nhau giữa đường kẻ số 3 và đường kẻ dọc số 2, chúng ta không dừng lại mà chúng ta viết vòng qua, lượn cong qua nhé. Chúng ta lượn cong qua, lưu ý cái độ rộng của cái nét thứ nhất này với cái độ rộng của nét thứ hai nó phải tương ứng với nhau. Và sau khi chúng ta viết xong nét thứ nhất thì chúng ta sẽ lia bút dưới đường kẻ ngang số 3 và chưa đến đường kẻ dọc số 4 nhé. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta đặt bút, chúng ta viết nét cong trái. Hả? Viết nét cong trái như chữ cờ. Và lưu ý là độ rộng giữa hai nét này chúng ta viết nó đều nhau thì nó mới đẹp. Để chúng ta xem cách viết chữ sờ. Nét thứ nhất là nét cong phải này. Chúng ta nhớ lại nét cong phải chúng ta học rồi. Nét thứ hai, lia bút, viết nét cong trái. Và chúng ta dừng bút ở dưới đường kẻ số 2. Giữa đường kẻ số 2 và đường kẻ ngang số 1. Chúng ta xem lại cách viết chữ sờ. Vậy là chúng ta đã biết cách viết chữ sờ. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại nhóm chữ hôm nay chúng ta học là chữ cờ, chữ e, chữ ê và chữ sờ. Thì chúng ta nhìn lại, nếu chúng ta viết chữ cờ đẹp thì khi sang chữ e, đến phần lượn cong của lưng chữ e chúng ta cũng viết đẹp được như chữ cờ. Tương tự như thế với chữ ê. Và với chữ sờ này thì chúng ta thấy là khi chúng ta lượn cong hai cái nét cong trái và cong phải thì nó phải thật đều, thật đẹp thì con chữ nó mới cân đối. Chúc các con viết chữ thật đẹp. Xin kính chào.